Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Washington cáo buộc nga bắn hạ máy bay không người lái Mỹ ở biển đen. Nóng, đảng Cộng hòa thanh trường đội bộ lọc sạch đám Renois cản đường Donald Trump. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu bộ trưởng năng lượng rút lại lời khen ngợi đáng báo động về những nỗ lực khí hậu của Trung Quốc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị. Theo bộ tư lệnh châu Âu EUCOM của Mỹ cho biết, một máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đã bị bắn hạ vào sáng ngày 14 tháng 3 trên biển Đen. Theo EUCOM, máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper bị bắn hạ khi đang hoạt động trong không phận quốc tế. Một trong hai chiếc SU-27 của Nga đã đâm vào cánh quạt của MQ-9 khiến cho nó bị rơi xuống biển Đen. Quân đội Mỹ cho hay hai tiêm kích SU-27 của Nga đã nhiều lần xả nhiên liệu lên MQ-9 và có các động tác bay gần gây nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi nói rằng, máy bay không người lái quân đội Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động trong không phận của quốc tế. Ông cho biết các chuyến bay tương tự sẽ tiếp tục diễn ra, đồng thời kêu gọi người Nga hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn. Theo IUCOM, hoạt động bay của máy bay không người lái Mỹ ở không phận quốc tế nhằm để tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh chung của châu Âu và hỗ trợ các mục tiêu quốc gia của các đồng minh, đối tác và Mỹ. Phản ứng trước cáo buộc của Mỹ, thì Bộ Quốc phòng của Nga khẳng định việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi không có liên quan gì đến hai tiêm kích SU-27 của nước này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng, máy bay của Nga không sử dụng vũ khí trên khoang, không tiếp xúc với thiết bị bay không người lái của Mỹ và đã trở về sân bay an toàn. Nga cũng có buộc UAV MQ-9 của Mỹ đã xâm phạm ranh giới không phận tạm thời được thiết lập tại bán đảo Crimea cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Mỹ đã thừa nhận cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo, giám sát và do thám trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định rằng nước này không phải là một bên tham gia chiến sự. Máy bay do thám của Mỹ và NATO thường xuyên bay qua biển Đen và tiếp cận Crimea. Vào tuần trước thì máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện cuộc tập trận tấn công tên lửa vào thành phố St Petersburg khi đang ở trong không phận quốc tế và NATO. Nóng! Đảng Cộng Hòa thanh trường nội bộ lọc sạch đám Reynolds cảng đường Donald Trump Kính thưa quý vị, thành thật mà nói thì là đảng Cộng Hòa có rất nhiều rino hơn đảng Dân Chủ. Cho dù đảng Cộng Hòa có thắng cử ở Hạ Viện, thế nhưng những rino trong đảng Cộng Hòa vẫn lân ba vi bộ thì chưa chắc đã thuận thảo cho những đề nghị của đảng Cộng Hòa đưa ra và cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Hiện nay thì lãnh đạo của phía Cộng Hòa ở Hạ Viện là Kevin McCarthy, Ông này trước đây cũng nhiều lần chống lại Donald Trump. Thế nhưng bây giờ có vẻ như ông ấy đang dừng nhận ra lỗi lầm của mình, cải tạc quy chính. Qua sự việc đoạn phim ngày 6 tháng 1 để điều tra sự thật và vạch trần gian dối của gia đình Joe Biden và mụ Pelosi, có thể thấy ông ấy đang bắt đầu với những bước đi đúng hướng hơn. Trong khi đó, lãnh đạo của Thượng viện lại là một ông già ngoan cố, phản bội và lưu manh. Đặt quyền lợi của cá nhân của mình lên trên quyền lợi của dân tộc và đảng phái. Hãy nhìn vào việc tiêu tiền của thượng nghị sĩ Miss McConnell và cũng là lãnh đạo thượng nghị viện của đảng cộng hòa, chúng ta thấy cái bất hạnh của đảng cộng hòa do những tên Reno phản dân hải nước đang tung hoành. Trong suốt nhiệm kỳ của cựu tổng thống Trump, vợ của Miss McConnell là Alan Chow, một phụ nữ tàu và giữ chức bộ trưởng bộ giao thông cùng lúc với thượng nghị sĩ Miss McConnell đều được sự hợp tác trọn vẹn của tổng thống Trump. Nhưng khi mà cựu Tổng thống Trump bị thất cử không minh bạch, thì lãnh tụ đảng Cộng Hòa liền trở mặt với ngài. Chúng ta hãy cùng nhìn vào sự chi tiền của tên Mitch McConnell, thì câu trả lời cho thấy tên già ngoan cố này là một tên Reno từng phải loại bỏ. Trong cuộc bầu cử Mr. 2022, người ta dự đoán rằng là đảng Cộng Hòa sẽ chiếm quyền lãnh đạo cả Thượng viện và Hạ viện. Thế nhưng kết quả cuộc bầu cử đã trái ngược với dự đoán là bởi chính tên Reno Miss McConnell đã nhét nhát cho mình là đảng viên của đảng Dân Chủ và đã chi tiền của Cộng hòa cho ứng cử viên Dân Chủ, như lời đảng Cộng hòa Alaska hôm thứ Hai đã chỉ trích vị thượng nghị sĩ Miss McConnell vì ông này đã tấn công bà ứng cử viên đảng Cộng hòa Thượng viện Kelly Tsipaka. Theo Prebus cho biết, trong những tháng gần đây, quỹ lãnh đạo Thượng viện do McConnell hậu thuẫn đã tập trung khoảng 9 triệu đô la chống lại Kelly Tsipaka để bảo vệ cho Thượng nghị sĩ đương nhiệm 21 năm Lisa Murkowski. Lisa Murkowski tuy là một đảng viên Cộng hòa, nhưng theo các kiểu hồn trưng ba, gia hàng thịt, đã từng ký tên trước phế Tổng thống Trump và ủng hộ tất cả kế hoạch của đảng Dân Chủ. McConnell cũng không tài trợ cho Playmaster, Theodore Dixon, Dr. Oz và các ứng cử viên bảo thủ truyền thống khác. Trong một buổi phỏng vấn với Tucker Carlson của Đài Fox, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Thượng viện Arizona, Blake Master, đã chỉ trích lãnh đạo thiểu số Thượng viện, Miss McConnell, nói rằng ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa lẽ ra nên chi tiêu nhiều hơn cho đảng phái của mình để đối đầu với UCV, Thượng nghị sĩ Mark Kelly và cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 nhưng McConnell đã quyết định chi hàng triệu đô la tấn công đảng viên đảng Cộng hòa tại Arizona để phò cho ứng cử viên đảng Dân Chủ thắng tại Arizona. Nếu tên Reno McConnell chịu chi tiền cho ứng cử viên Cộng hòa tại Arizona, thì chắc chắn kết quả tại Thượng viện đã ở một diễn biến khác. Có thể đảng Cộng hòa đã nắm luôn được cả Thượng viện. Cho đến nay, thì dân chúng đã thấy rõ phần đông đảng viên của đảng Cộng hòa không có lập trường trung trinh chỉ thích tiền và không có chính nghĩa như Miss McConnell. Trước sự xâm lăng từ bên trong và sự khuynh loát của đám đầm lầy bên ngoài, chúng tôi hy vọng đảng viên của đảng Cộng Hòa phải mạnh mẽ bầu ra những lãnh đạo càng cường và trung trinh với chính nghĩa, hầu đối phó lại với bất cứ kế hoạch nào do dân chủ đưa ra. Người dân đang chờ một vận mệnh mới của đảng Cộng Hòa, còn như cứ siêu siêu ẩn ẩn như mấy năm nay thì sớm muộn gì cũng sẽ tèo mà thôi. Đảng Cộng hòa yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng rút lại lời khen ngợi đáng báo động về những nỗ lực khí hậu của Trung Quốc. Thưa quý vị, các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện đang yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm rút lại lời ca ngợi chính quyền Trung Quốc về những nỗ lực chống biến đổi khí hậu của nước này. Đồng thời yêu cầu bà Granholm điều trần ngay lập tức trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 3 cho hội nghị South by Southwest năm 2023 tại Austin, tiểu bang Texas, bà Granholm đã nói rằng, tất cả chúng ta có thể học hỏi từ những gì mà Trung Quốc đang làm để giảm lượng phát thải khí carbon. Bà khen ngợi Trung Quốc rất nhạy cảm về vấn đề biến đổi khí hậu, cho rằng các khoản đầu tư của nước này vào năng lượng sạch là đáng khích lệ, học tập. Tuy nhiên, thì thưa quý vị, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã nói với bà Graham trong một bức thư vào ngày 13 tháng 3 rằng họ vô cùng lo lắng trước những nhận xét này của bà mà họ cho rằng đã đặt ra những nghi vấn nghiêm túc về sự phán đoán và những ưu tiên của bà với tư cách là bộ trưởng năng lượng. Đảng Cộng hòa viết rằng, Trung Quốc đã đặt ra một trong những mối đe dọa kinh tế, quân sự và địa chính trị lớn nhất đối với Hoa Kỳ, trong khi tiếp tục là một trong những nước gây ô nhiễm trầm trọng nhất thế giới. Là Bộ trưởng Năng lượng, những trách nhiệm cốt loại của bà liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là duy trì và chứng nhận độ tin cậy của khả năng săn đe hạt nhân của quốc gia và bảo vệ các bí mật công nghệ nhạy cảm nhất của chúng ta tránh khỏi sự đánh cắp của các đối thủ chính của chúng ta, Nga và Trung Quốc. Các nhà lập pháp này nói thêm rằng, những bình luận đáng báo động của bà Granholm cùng lắm là phản ánh một quan điểm thiếu hiểu biết, không nghiêm túc về các mục tiêu và kế hoạch của phía Trung Quốc, cũng như là thành tích về môi trường và nhân quyền vô cùng tồi tệ của họ. Thưa quý vị, các nhà lập pháp này cũng bày tỏ những lo ngại về nghị trình gấp rút chuyển sang xanh của chính phủ Biden, cho rằng các nguồn năng lượng mà chính phủ đang thúc đẩy chủ yếu dựa vào các khoáng sản quan trọng có nguồn gốc từ phía Trung Quốc. Thêm vào đó, việc chính phủ này liên tục thúc đẩy các quy định và trợ cấp cho điện khí hóa các hệ thống giao thông của chúng ta sẽ dẫn đến việc di chuyển của người Mỹ bị các linh kiện và vật liệu từ Trung Quốc kiểm soát. Trong khi đó, thì Trung Quốc tiếp tục xây dựng và sử dụng các nhà máy điện nhiệt than nội địa và ngoại quốc để mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của họ, đồng thời tăng lượng phát thải khí carbon. Các chuyên gia khác cũng có cùng mối lo ngại đó. Ông Kelly Sloan, một hội viên cao cấp về năng lượng và môi trường tại viện centennial chất vấn về động cơ của trung quốc trong việc đầu tư vào các sáng kiến thân thiện với khí hậu trong một cuộc phỏng vấn mới đây với ntd cho rằng mục tiêu cuối cùng của chính quyền này là tôn vinh trung quốc và vũ khí hóa nhu cầu về khoáng sản năng lượng xanh để chống lại các đối thủ của họ hơn là về vấn đề biến đổi khí hậu nhấn mạnh thị phần đáng kể của trung quốc trên thị trường đối với khoáng sản như là đồng Coban và Lithium. Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa khẳng định rằng, các bình luận của bà Granholm chỉ nhằm làm hài lòng Trung Quốc trong nghị trình của họ, đồng thời nói thêm rằng, chúng tôi mong bà có mặt trước ủy ban để điều trần ngay lập tức bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất